Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với nhà vườn Hoàng Nam cũng như là quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì cũng rất cảm ơn quý cô chú đã luôn đồng hành và ủng hộ quý cô chú yêu mến kênh. Xin mời đăng ký ủng hộ để mình theo dõi thêm quý cô chú. Thì hôm nay nhà vườn Hoàng Nam sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một cái lô cây bonsai nữa. Thì cũng giống như thường lệ quý cô chú, rất là nhiều cây bonsai đẹp mà giá thì rất là rẻ, rất là yêu thương để cho mình giao lưu trên khắp mọi miền đất nước. Thì con mời quý cô chú sẽ cùng gặp lại anh Tâm, chủ vườn để mình giao lưu ha. Rồi em chào anh Tâm ơi. Dạ, kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay em có làm một clip để giao lưu với cô chú anh chị một số cây bonsai như ngâu ha, nguyệt quế, khế chua, linh sam, mà chiêu thủy, kim quýt ha, cũng đa dạng mặt hàng nha cô chú anh chị. Em ở phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0931 028296, đó cũng là số Zalo của em. Dạ. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho em trong những clip vừa qua. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong những clip sắp tới ha. Dạ rồi. Đây là cây ngâu bông vàng ha cô chú anh chị, mã 1T. Đây là cây mã 1T của em ha. 1T anh ha. Dạ, mã T nha quý cô chú. Dạ mã T. Một cây này ngâu. Thì bẻ lợp tàn, phơm tàn cũng ấm mịn hết rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Ngâu bông vàng quý cô chú. Ngâu bông vàng. Ngâu bông đẹp lắm quý cô chú, nó cốt cành to, siết dây hết rồi. Rồi em xin phép đo thông số ha. Chiều cao là 52, tổng tán ngang là 74, tán dài 74, tán ngang là 45. Dạ rồi. Hoành thang em đo chỗ vị trí này là được 15 ha. Cây này nó có cái củ nằm dài nè. Để em đo cái hoành củ, tổng hoành củ nằm dài được 40 ha cô chú anh chị. Dạ. Cây ngâu cũng quái của cô chú. Cây nó quái lắm. Đây củ rất là quái. Liền lạc quái ha. Dạ. Cốt cành thì to rồi ha. Bằng tay cái em rồi, siết dây hết rồi. Mình có thể tháo dây được anh ha. Dạ. Rồi cây ngâu mã 1T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 900 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Em bó bầu cho đi chứ em không ship chậu ha cô chú anh chị. Khá độc đáo quý cô dạ. Chú. Mà chỉ có 900 thôi. Dạ, 900 ngàn. Cái này anh đóng vô cái thùng cũng rất là to. Dạ đúng rồi. Ship phí ship cũng cao. Dạ rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ. Ủng hộ cho nhà vườn ha quý cô chú. Rồi cây 2T là cũng là một cây ngâu bông vàng luôn. Dạ. Cây này cũng phơm tàn cũng ấm mạnh hết rồi. Clip này thì em được một cặp hết cô chú anh chị. Dạ rồi. Tàn đều tròn đẹp lắm. Mình chơi cặp mình để hai cái chậu bên cô chú. Dạ. Sổ bông vàng xuống đẹp lắm. Chiều cao là 67. Cây ngâu bông vàng. Tán ngang là 62. Hoành thân em đo chỗ đây được 14 ha. Dạ. Cây này thì nó cũng có cái củ đế dưới đây nè, cũng dạng dạng em không có môi ha. Về mình nuôi thời gian nó lên. Dạ rồi. Phơm tàn thì ấm mạnh hết rồi, dây thì cũng siết hết rồi. Rồi cây ngâu bông vàng mã 2T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Dạ. Em cũng bó bầu cho đi nha cô chú anh chị. Rồi 800 thôi. Dạ. Tất cả chậu xi măng là em đều rút chậu hết nha cô chú anh chị. Anh chờ em coi cái bông cái này mới nó vừa xuống bông nè anh ha. Bên đây. Dạ đây cái bông đây nó còn đây. Dạ, đây nè. Vừa xuống bông. Đây dạ. Nó vừa xuống bông nè. Đây anh ha. Dạ. Nó sổ ra bông dây vậy đó quý. Dạ. Bông màu vàng đẹp lắm. Rồi 800 ngàn em bao ship ha. 800 thôi quý cô chú. Dạ 800. Rồi em xuống cây. Tiếp tục giúp em luôn. Rồi cây 3T là cũng là cây nguyệt quế lá sắn qua chùm luôn. Dạ. Này phơm tàn thì cũng ấm mịn hết rồi cô chú anh chị ơi. Cốt cũng to rồi. Cái này cái tàn tròn xe anh ha. Dạ. Tàn dù. Tàn dù. Chiều cao là 36. Tổng tán ngang là 55. Một cốt tàn dù của cô chú ơi. Hoành thân em đo chỗ đây được 22 ha cô chú anh chị. Dạ đo xuống đây thì nó nở hơn. Để em đo hạo dưới đây ha. Em đo hạo dưới đây thì được 39 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này cũng dài lắm, dài cô chú anh chị ơi. Phơm tàn thì ấm mạnh hết trơn rồi. Đây. Dạ. Cốt cũng to ha, càng dạ. To ha. Dạ rồi cây nguyệt quế lá sắn qua chùm mã 3T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 800 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Em cũng bó bầu cho đi nha cô chú anh chị. 800 thôi. Dạ chậu này chậu xi măng bể trên hả, nên em bó bầu cho đi. Cây em thường chậu cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Dạ rồi. Dạ rồi em xuống cây ạ. Rồi mã 4T cũng là cây nguyệt quế lá sắn qua chùm luôn, cũng 800 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Cây này phơm cũng ấm mịn trơn rồi, đang ra lọc non. Dạ. Chiều cao là 55, tổng tán ngang là 60, hoành thân em đo chỗ cổ này được 20 ha. Dạ rồi. Cây này nó cũng già cây lắm rồi cô chú anh chị ơi.
phơm tàn thì cũng ấm mịn hết rồi, cây này cũng không có bị cháy tột gì ha. Rồi cây quế lá sắn qua chùm mã 4T này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 800 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Dạ, em rồi. em cũng bó bầu cho đi luôn 800 thôi quý. Dạ 800. Rồi em xuống cây à, tiếp tục mình có khế nữa. Rồi khế, đây là khế chua ghép khế nhật siêu trái ha. Rồi cái khế này em thấy cái cốt nó to dữ, cốt to ba bo ghép mà cốt to dữ lắm, to rồi phơm tàn thì ấm dày hết trơn. Đang lên hoa luôn, chiều cao là 41, tổng tán dài là 62. Dạ rồi. Hoành thang em đo chỗ đây được 15 ha, gần 16, em tính 15 ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này đang cho hoa ha, đang cho trái luôn cô chú anh chị ơi. Cây này nó đang lên hoa lên trái từ từ nè. Dạ. Cây này thì em ghép 3 bo. Cái tàn cứng ngắt rồi. Tàn cứng ngắt rồi. Dạ. Cái mặt cắt đó cô chú nó kéo muốn bít luôn rồi. Dạ, nó kéo tròn xe lại luôn. Dạ, ghép cũng lâu rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, rồi cây khế chua ghép khế nhật siêu trái mã 5T này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. 700 thôi anh hả? Dạ 700, em cũng bó bầu cho đi nha cô chú rất anh chị. Đẹp quý cô chú. Cây thần châu cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Dạ. Dạ rồi em xuống cây à. Rồi. Rồi mã 6T là cũng khế chua ghép khế nhật siêu trái luôn. Dạ. Cốt cũng hai bo mà cốt ghép lớn hết trơn rồi cô chú anh chị, phơm tàn ấm mịn tròn xe lên bông đều cây hết trơn nè. Cái mình nó nằm hết cái chậu luôn anh ha. Dạ, cái mình nằm dài hết cái chậu luôn rồi. Mấy cây này cây ghép cốt già, chi dạ. Già lắm. Chiều cao là 40, tổng tán ngang là được 48, hoành thang em đo chỗ đây được 18 tính 17 thôi nghe cô chú anh chị. Dạ. Để em đo cái mình dài của cái khế nằm, chiều dài nằm như là được 20 ha. Dạ rồi. Cái này là hai bo ghép, cốt ghép thì lớn rồi, phơm thì ấm mịn tròn xe hết trơn. Đây, dày xương hết trơn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi, cây khế chua ghép khế nhật mã 6T này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 700 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc ha, em bó bầu cho đi. 700 thôi quý dạ, cô chú ơi. Dạ, 700 thôi. Về mình có hoa, có trái chơi luôn cô chú tàn anh chị ơi. Dày đặc kẹo luôn. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Rồi, mã 7T này cũng là khế chua ghép khế nhật siêu trái luôn. Cái này thì dán như một con thú ha, hình thú. Này dán thú. Cái này thì cũng ba bo ghép. Tàn nó cũng hơi còn yếu tàn nó xíu ha. Cái này thì bo mới anh ha, con dạ. Bo là bự của chú, hai con bo bự, hai bo kia thì nó hơi nhỏ hơn mà được cái góc quái. Mình về mình nuôi thêm hết cô chú. Dạ. Cái này khế cũng nhanh. Chiều cao là 37. Tổng tán ngang là 40. Hoành thang em đo cho cổ này được 23 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Để em đo hạo cái hoành đế. Tổng hoành đế như được 35. Cây này giống như một con thú ha. Dạ. Đây, mặt nào cũng đẹp hết trơn cô chú anh chị ơi. Rồi khế chua ghép khế nhật siêu trái mã 7T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Dạ rồi, 800. Cây này to cây lắm cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây. Cây này thì cây quái quý cô chú. Dạ. Đây, đây cũng là một cây quái nữa đây. Quái. Cũng ba bo ghép luôn. Em cũng được một cặp này luôn. Dạ. Cũng đồng giá 800 luôn nha cô chú anh chị. Chơi ăn cặp giống nhau. Dạ, ăn cặp giống nhau. Cũng ba bo ghép luôn. Dạ. Về cỡ tháng ngoài nữa là form nó ấm mạnh nè cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 32. Tổng tán dài được 44. Hoành thân em đo cho cổ là được 19 ha. Em đo tổng cái hoành đế này cái. Dạ. Tổng cái hoành đế gì là được 36 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đây cây này nó quái cây lắm, cây này với cây nãy là một cặp đó cô chú anh chị ơi. Rồi ta cây khế chua ghép khế nhật siêu trái mã 8T là cũng 800 ngàn luôn. Em bao ship toàn quốc ha. Em dạ. Cũng có bầu cho đi luôn. Rồi em xin phép xuống cây. Cô chú anh chị mua một cặp thì em bớt ha. Rồi mã 9T là cây linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Sữa thân. Dáng quái lắm cô chú anh chị ơi. Rồi cây, em cũng còn một hai cây nữa là hết luôn rồi cô chú anh chị ơi. Sữa thân rất là quái anh ha. Dạ. Cuộn cuộn vậy đó cô chú. Chiều cao là 28. Tổng tán dài là 46. Hoàng ngoèo. Trong là hoành thang em đo chỗ đây là được 11 ha cô chú anh chị. Dạ đây. Cây tàn. Sữa thân lắc gắt quái ha. Tàn thì mịn anh ha. Phơm tàn thì ấm hết trơn rồi. Đây. Rồi. Tròn xe hết trơn. Vậy mình có thể phối đồ thêm nếu. Dạ. Rồi cây linh sam siêu bông mã 9T này em xin giao lưu cô chú anh chị 650 ngàn.
em bao ship toàn quốc, em ship luôn cái chậu nhựa này ha, cái này chậu mũ nha cô chú anh chị, chậu mũ thì em ship được. Dạ rồi. Dạ. 650.000 em bao ship toàn quốc ạ. Rồi em xuống cây. Mình chưa có chậu để chậu này chơi cũng được cô chú, dạ. Dễ thương. Rồi má 10T cũng là cây linh sam siêu bông luôn, cây này thì dặn gió lùa quái nha cô chú anh chị. Dạ, gió lùa luôn. Dạ, gió lùa luôn, bẻ lùa về một hướng một luôn. Dạ. Cây rất là đẹp. Rồi. Phơm tàn ẩm mạnh đang cho hoa luôn. Chiều cao là 30. Tổng tán dài là 42. Hoành thang âm đôi vị trí này được 14 ha. Rồi cái linh sam mã 10T này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 luôn, em cũng bao ship toàn quốc. Cô chú anh chị mua một cặp thì em bớt nghe cô chú anh chị. Dạ rồi, 650 thôi. Dạ, 650, em ship luôn cái chậu á. Dạ rồi, em xuống cây à. Dạ. Đây mã 11T là cũng là cây linh sam siêu bông luôn. Cây là cũng cây quái không cô chú anh chị ơi. Phơm tàn ấm mịn đang cho hoa rất là nhiều ha. Rồi, cái này mà về tới nhà mình nó chỗ qua luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi, tới nhà mình là có hoa chơi luôn. Có hoa chơi luôn. Linh sam này cũng dễ làm hoa lắm ha. Chiều cao là 30. Anh thì rất là quái cô chú. Tổng tán dài được 46. Hoành thang em đo vị trí này được 12 ha. Cái linh sam siêu bông mã 11T này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 650.000 luôn. Em bao ship toàn quốc, em ship luôn cái chậu ha, chậu nhựa thì em ship luôn chậu. Dạ rồi, em xuống cây à. Mã 12T là mai chiếu thủy trung nu nha cô chú anh chị. Dạ. Cây dạng lùng lực để bàn. Lùng lực để dạ, nở anh ha. Để nở. Chiều cao là 21. Tán nó rất là mịn nha quý cô chú. Tổng tán ngang là 38. Đang cho hoa luôn. Hoành thang em đo chỗ đây được 23 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây là nở, đế nở cô chú anh chị ơi. Rồi cây linh mai chiếu thủy trung nu này mã 12T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 600.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 600 thôi quý dạ, cô chú. 600. Đấy rồi em xin phép xuống cây ha. Về vô cái chậu nhỏ nhỏ cái là chơi nè. Rồi mã 13T là cũng mai chiếu thủy trung nu luôn, cũng 600.000 luôn. Đồng giá 600.000 ha. Clip này thì em cũng được 4-5 cây nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mua một cặp thì em bớt. Chiều cao là 22. Tổng tán ngang là 42. Hoành thang em đo chỗ đây được 19 ha. Dạ. Cây đế nở đẹp. Có cái gọng chữ C nhẹ nhẹ anh ha. Dạ, cái gọng chữ C dạ, về mình lượt lên mình sửa thấy khác cũng được cô chú anh chị ơi. Rồi, siết dây luôn. Dạ. Rồi cái máy chiếu thủy trung nu mã 13T này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị 600.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ rồi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. À. Rồi mã 14T là cũng mai chiếu thủy trung nu luôn, cũng 600.000 luôn nha cô chú anh chị. Mình chơi hoa thôi cũng đẹp cô chú, nó dạ. Rất là dễ thương nè. Rất là nhiều hoa. Đang lên hoa rất là nhiều. Đang ấy trên này nè. Chiều cao là 21. Tổng tán ngang là 35. Hoành thang âm đo vị trí này được 19 ha. Dạ rồi. Cây này đang lên hoa rất là nhiều nha cô chú anh chị, đều cây hết rồi. Dạ. Rồi cây mai chiếu thủy mã 14T này em xin giao lưu cô chú anh chị 600.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mua một cặp thì em giảm ha. Cây nào cũng tròn xe chứ không có. Dạ, cây tròn xe hết. Chơi cặp còn được giảm thêm nữa. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ. Rồi tiếp tục luôn anh ơi. Rồi mã 15T là cũng mai chú thủy trung nu luôn. Quá đẹp luôn quý cô chú. Dạ, đang lên hoa. Đây hoa chú thủy rất là đẹp, thơm ha. Lùng lực. Rồi, cây về này. Mình ép vô cái chậu mình để bàn chơi có hoa thơm để trong nhà cũng đẹp đó cô chú anh chị ơi. Chưa. Này, nhìn dắt bên đây nè mới đã nè. Đây. Đây. Đó. Dạ. Đất bên đây nhìn rất là đẹp ha quý chú. Chiều cao là 19. Mặt tiền. Tổng tán ngang là 39. Cây nhỏ nhưng mà bông rất là nhiều. Hoành thang em đo chỗ đây được 20 em tính 19 ha. Dạ. Rồi cây mai chiếu thủy trung nu mã 15T này em xin giao lưu cô chú anh chị 600.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Cô chú anh chị mua một cặp thì được giảm ha cô chú anh chị. Đây cái tàn đây. Dạ rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ. Rồi mã 16T cũng là cái mai chiếu thủy trung nu luôn. Rồi. Thơm tàn thì ấm mạnh. Chơi cái hệ lùng lực không anh ha? Dạ lùng lực. Lùng lực thôi. Cây để bàn. Đầy đủ chi cành nha quý chú. Mình dạ. Có thể sửa lại theo ý mình cũng được. Chiều cao là 21. Còn tổng tán ngang là 37. Hoành thang âm đo vị trí này được 21 mà em tính 20 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây lùng lực đẹp lắm, không có bị cháy tột gì hết ha. Cây nó ra tay cành hết rồi. Về cô chú anh chị mình sửa theo ý của mình thì bỏ bớt lượt lại. Dạ rồi. Rồi cái mai chiếu thủy trung nu mã 16T này em xin giao lưu cô chú anh chị 600.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ.
Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. Em xin nhắc lại số điện thoại của em ha, 0931028296. Đó cũng là số Zalo của em ha. Cô chú anh chị không rõ thì cứ liên hệ với em cung cấp thêm hình ảnh thêm cho mình ha. Rồi, cây kim quýt quý vị. Rồi, cây 17T là cây kim quýt. Dạ. Cái cây này là kim quýt riêng có ha, kim quýt Thái có nha cô chú anh chị, này cái bo này bo Thái nè, đang cho trái nè. Trái thì nè. Lá quý cô chú thấy nó nhỏ hơn mà nó trái, dày hơn. Trái rất là nhiều luôn ha. Dạ. Đây trái li ti mấy cái bo ghép, nó vừa cây riêng vừa ghép luôn cô chú anh chị ơi. Lá nhỏ hơn mà dày hơn anh ha. Dạ. Trái rất là nhiều quý cô chú. Trái còn xanh cho nên chiều là cao là 34. Tổng tán ngang là 50. Hoành thân đo chỗ đây được 20 ha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Cây này thì nó không có bị hết, cái này thì nó cứng ngắc à, nó không có mục, không có gì trên cô chú anh chị ơi. Cái này là sành cây tự nhiên, sam đá luôn rồi, cứng rồi. Dạ. Yeah. Phơm tàn thì ấm mạnh trơn rồi, có trái luôn, đây trái đây. Trái này trái kim quýt Thái ghép nè. Dạ yeah, rồi. Trái đây cũng trái, à, trái. Cây ghiên nó cũng đang ra trái ra bông luôn nè. Dạ. Yeah. Này hai bo, hai loại. Rồi cây kim quýt mã 17T này em xin Zalo cô chú anh chị là 750.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Em bó bầu cho đi chứ em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Cái này chậu xi măng. Dạ, 750 em bao ship. Đây rồi, em xin phép xuống cây. Dạ, tiếp tục luôn. Mã 18T cũng là cây kim quýt luôn. Cây này thì cây cũng có ghép bo kim quýt Thái vô nữa ha cô chú anh chị. Dạ. Cũng đang có trái luôn nè, có bông có trái luôn. Cây này khá to cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 32. Tổng tán ngang là 42. Hoành thang em đo chỗ đây được 22 ha cô chú anh chị. Dạ rồi, 22. Cây này là cái bo ghép của nó ha. Dạ. Bo ghép kim quýt Thái nè, đang có trái luôn. Rồi, cây kim quýt mã 17-18T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 700.000. Em bó bầu cho đi ha. Chậu xi măng 700 thôi quý. Dạ, 700. Cây quýt mà mình cỡ này thì cũng già. Cây khá là già cây. Nếu mà mình cắt cái phôi mà mình nuôi không kỹ thì khó mà ra được cây cỡ này lắm cô chú. Nó dạ. Cũng khó lắm chứ không phải vậy. Rồi em xuống cây. Dạ. Mày thì xung xê tàn. Rồi cây 19T là cây mượt quế lá sắn hoa chùm ha. Cây quế quái luôn anh hả? Cây này nó nhỏ mà cái phôm tàn nó dữ lắm cô chú anh chị ơi. Bông nè, kẹo cây hết trơn luôn. Dạ. Cái này về tới nhà mình là nó nở thơm luôn. À, có cây cây đế quái, cái thân quái nữa. Dạ. Rồi giá thì cũng thấy là 550 anh ha. Dạ 550 bao ship. Chiều cao là 46. Tổng tán ngang là 44. Dạ. Hoành thân đo chỗ đây được 13 ha. Cây này nó có cái cũ để em hạo dưới đây. Em hạo chỗ này được 28 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này nó cũng siết dây hết rồi ha. Đây phơm tàn thì ấm siết dây hết rồi cô chú anh chị. Siết nhiều luôn anh ha. Siết nhiều luôn rồi. Này về mình gỡ ra ha, còn cái cô chú anh chị ấy thì nữa cái gì em gỡ ra giùm cho cũng được. Dạ. Siết quá siết rồi. Rồi cây nguyệt quế lá sắn qua chùm mã 19T này em xin giao lưu cô chú anh chị là 550.000. Em bao ship toàn quốc ha, em bó bầu cho đi. Bông này rất là to đó quý chú. Bông rất to, cây đang sung lắm. Nụ to nè ha. Dạ. Chùm chùm to thì quý cô chú biết rồi, bông nó to. Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. 550 quý cô chú ơi. À một đây, cây 20T này thì 500.000 thôi cô chú anh chị. Đây, hoa nguyệt quế rồi cô chú anh chị ơi. Quá trời bông rồi. Rồi. Chùm 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 luôn. Đây. Rất là đã ha cô chú. Thơm. Chiều cao là 44. Tổng tán ngang là 52. Cây này thì nó nhỏ thôi cô chú anh chị ơi, mà được nó quái cây. Em đo hoành thân chỗ cổ rồi đi. Hoành thân chỗ cổ này được 14 nha cô chú anh chị. Này, dạ rồi. Này cây này nó quái lắm. Cây này dạ. Mai mốt mấy cái nhánh nó muốn bự lên, mai mốt nó bự hơn cái thân. Bự hơn cái thân luôn, cũng siết dây hết rồi. Cô chú ơi, dạ. Cây đẹp á. Nè, cây này cây quái. Nó có 4 cái chi cành ở trên. Dạ. Về đó mình có thể mình sửa như thế nào đó tùy thích. Dạ, về mình lượt lại cũng được. Thì nó vậy nè, bông nó tròn xe tàn. Đó, rồi, cây mực quế lá sắn qua chùm mã 20T nè, cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 500.000. Em bao ship toàn quốc ha. Em cũng bó bầu cho đi. Ha. Dạ 500 thôi. Bông quá trời bông luôn cô chú anh chị ơi. Này nó tàn xong cái nó cũng dễ lên bông lắm nghe cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. À. Rồi mình có cây me nữa. Rồi cây 21T cũng là cây clip là cây me chua nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Một cây này chua. Già cây lắm rồi cô chú anh chị ơi. Phơm thì cũng ấm mình hết rồi, siết dây rồi. Chiều cao là 25. Tổng tán ngang là 44.
Hoành thang em đo chỗ đây được 19 ha. Nó có cái cũ nè, để em đo ở đây chắc nó lớn hơn tí. Đây được 27 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này nó siết dây hết rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi cây me chua mã 21T này em xin giao lưu cô chú anh chị 650 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha, em cũng bó bầu cho đi. Cây đít nó cũng quái quái nha. Dạ, đít nó rất là quái, cây nó già hết trơn cô chú anh chị ơi. Đây, hết cái quái rồi. 650 anh ha. Dạ, 650, em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi chứ không ship chậu ha. Dạ rồi. Rồi, cây mã 21T là cũng là cây cuối clip của nhà vườn em ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ. Chắc mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong thời gian sắp tới ạ. Em dạ. Xin chào ạ. Rồi, em cũng chào anh Tâm luôn ha. Chúc nhà vườn sẽ được quý cô chú anh chị yêu mến và ủng hộ ha cô chú. À, con cũng mời quý cô chú đăng ký kênh để mình theo dõi, đồng thời nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật những clip mới nhất trên kênh ha. Con dạ, hai đứa dọn đây, hai đứa.